Trong đợt 1 năm 2020, tỉnh Kon Tum đã đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận cho 16 sản phẩm ô cốp đạt 4 sao và 3 sao. Trong đó, 2 sản phẩm ô cốp được xếp hạng 4 sao là sản phẩm cà phê đặc biệt của Hợp tác xã Nông nghiệp Sáu Nhung và sản phẩm cà phê rang xay Đắc Ma của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nguyên Huy Hùng. Tất cả 16 sản phẩm được xếp hạng trên cũng sẽ được ngành chức năng tỉnh Kon Tum tạo điều kiện xây dựng hoàn thiện sản phẩm và có cơ hội quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm với các đối tác trong nước và hướng đến xuất khẩu.